mọi người, thì ngày hôm nay tiếp tục cái hành trình tới Bến Tre của mình, thì mình đã có cơ hội tham quan được vào một xưởng sơ chế dừa khô, và vẫn công đoạn đó anh ạ. Và ngày hôm nay thì ngồi bên này một mình chứ gì? Ngồi bên này một mình cho mát hả? Không, nó hết chỗ, khách kìa, qua mình rồi. Trời. Hết cho đây cũng được một tháng mấy. À, một tháng mấy ạ? Nhưng mà chị làm thế thì một ngày chị làm được bao nhiêu trái vậy? Từ cỡ 7 giờ tới 11 rưỡi mình làm được cỡ 1.500 trái. 1.500 trái? Ồ. Thế cũng lẹ tay thế này chị ha. Luôn các bạn, cái này không biết cả kiếm giá chưa. Cái này cũng tới mười mấy thêm. Thế mới thời gian đầu làm thì có khó khăn gì không chị? Đau tay hay đau chân gì không? Thì mình hơi bị đau hai cái bàn tay một tí. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Oh. Một ngày chắc phải làm được khoảng 2-3 ngàn trái ấy, chị ha. Nếu mà mình làm chậu được 2 thiên rưỡi, 1 thiên rưỡi là. Thế thì ở đây người ta tính tiền rồi, tại vì em thấy có người thì làm nhiều hơn, người làm ít hơn ấy, thì người ta trả được công mình như thế nào chị? Cái này là mình ăn sản phẩm. À, ăn theo sản phẩm ạ. Tức là 1.000 trái thì được bao nhiêu tiền? 1.200 trái thì được 80 đồng. À. Cái dừa nó có cái thớ này bật bật ra cũng dễ chị ha. Thì nó hơi đau tay rồi, làm đây cần nhiều lực. Quen rồi thì chắc bớt ra. Bớt tuổi thì cũng làm được á. À. Trước đó thì chị đã từng làm công việc này ở xưởng nào chưa? Chưa. Đây là đầu tiên mình làm mà mình cũng đã làm được hàng cả ngàn trái này thì chứng tỏ là cũng giỏi chứ. Làm này đầu tiên là đầu tiên. Nhiều quá trời luôn. Thường chị có hay nghỉ ngày thứ hay là cả thứ bảy nhật đều đi làm luôn? Làm đủ đó chị, chứ khi nào mà ở đây không có bào dừa thì mình sẽ hoặc không có dừa. À. Còn không được, cứ phải làm liên tục, tại cái câu cái khâu này là cái khâu đầu tiên để cho các anh khâu khác làm đúng không? Thế nên là bắt buộc phải có hàng để cho mọi người làm đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Sao chị không làm những cái khâu khác đi cho nó nhẹ nhàng hơn, làm cái khâu này vất vả? Việc nào rồi, mình vô đầu mình thích quen cái việc này rồi, làm quả này mình lại thấy dễ. Cô làm ngày được 4.000 trái không cô? Không, tại vì mình làm ít, làm có một buổi mình mới vào mà. À, dạ. Làm từ từ nó mới quen tay được. Tại cái dừa này sau chế biến thì sẽ đi làm các cái món liên quan đến dừa này. Kẹo dừa, bánh dừa này nọ các chị ha. Đầu dừa, cốt dừa à, đó. Còn là đem dừa lên Sài Gòn bán để làm dừa nạo luôn. À, xứ sở dừa này. Đây dừa là dừa bắt. Đây ở đây 100% là dừa giả ha. Đó. Bóc là nó sạch cái này. Đem lấy cổ ra. Cái cốt ở bên trong. Cơm dừa bên trong.
người. Với công đoạn của chị đấy thì từ những cái trái dừa mà thô sơ, thô cạch chưa như thế kia thì sẽ bỏ vọt hết những cái vỏ khô ở bên ngoài này. Đó, để ra là một cái trái dừa này. Sau đó đến sẽ đến các công đoạn sau như là bổ dừa rồi nạo dừa đúng không chị ha? Nạo dừa. Bào dừa ra. Đó. Thì sau khi mà cái dừa này được bào rồi thì các công ty họ sẽ thu mua đúng cái đấy đúng không ạ? Công ty thu mua để về chế biến các cái sản phẩm liên quan đến dừa. Ngày hôm nay lại xui xẻo đến đúng ngày mà các anh chị đấy, các anh chị làm công đoạn khác chưa đi làm. Em ơi nhưng mà em nói thật chứ nhìn một cái đống dừa như thế này em thấy ngán lắm rồi đi. Một mình chị đấy sẽ chinh chiến hết cái đống dừa này, chỗ này chắc cả triệu trái quá. Không đâu, chút nữa bên đó là nó hết rồi, này là một nhóm. Một nhóm ạ? À. Nhưng mà cái đống này cả triệu trái dừa không chị? Triệu trái à? Mười mấy thiên. Mười mấy thiên, ồ. Thì cái chú đó là đội trưởng của mình nhớ. Ghê quá. Đây là đống dừa của hai cô chú đang ngồi đằng kia kìa, mọi người thấy không? Đó, hai cô chú đấy. Là đống dừa mới làm được mấy tiếng, từ lúc 1 giờ chiều mà bây giờ mình đang đứng là khoảng tầm hơn 3 giờ chiều đã được cái đống to như thế này rồi. Thì mọi người xem là cái cấp độ làm việc của các cô chú đấy, mặc dù là cái công việc này nó rất là vất vả nhưng mà kiểu đúng là chăm hay không bằng quen tay quen mắt ấy. Nên cái việc mà để ra được cái đống dừa này thì mặc dù rất là cực nhưng mà đối với cô chú đã quen rồi thì lại bình thường. Trời ơi, thánh lột dừa luôn này. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi cô? 54 rồi. 54 là à, thì cô năm sinh năm 1963 à? 69 à? 65 đó, đúng không? Đó, ồ. Cô sinh năm 65 này. 65 là bờ bây giờ ngồi làm thăm thoát luôn. Ngồi làm. Trời ơi. Đây ngồi lên làm từ vậy nè. Dạ. Được. Sao ngồi cái ghế nó thấp hơn đây cho cô? Thấp hơn ngồi. Không có thế làm à? Mình ngồi quen vậy á. À. Còn nó ngồi quen, nó ngồi nó cao lắm được. Ồ. Em cô 50 mấy tuổi thì cô làm ghê chưa? Để làm quen. À đây là cái mộng dừa cô ha. Mộng ạ. Mộng dừa này. Ồ cái này ăn ngon lắm này. Hơi đắng. Tông ruột á. À nếu cô cái mộng dừa này mà mình cứ dìm xuống đất là kiểu gì nó cũng sẽ lên cây đúng không? Ồ đây những cái vỏ dừa đó. Dạ. Cái này làm gì á? Ồ vậy á? Cái này làm gì đây? Anh đâu ạ? Anh ra đây, anh ra đây nói gì ạ? Cái này. Ý nó là với những cái gáo dừa như này thì làm gì anh? Làm than, đốt than. Đốt than là làm nước áo. Ồ vậy á? Ờ người ta đốt cái nút áo là bằng cái bằng mỹ nghệ đó. À. Kiểu giống như cái nút cái này người ta làm đồ mỹ nghệ. Đồ mỹ nghệ. Cái này tiền không nhỉ? Ủa mấy cái này tiền không chứ ít gì đâu. Cái này là về mấy cái nào nhỏ quá thì ta đốt gáo. Mà cái những cái này về ta đạp nút tròn người ta làm nút áo. Nút áo. Ồ. Làm cúc áo này rồi cái là to, trước kia người ta làm cái chén hoặc làm những cái đấy thôi đúng không anh? Rồi. Vậy là nguyên cái giấy dừa là không đâu bỏ cái gì đâu. Đâu phải đâu có sơ làm chỉ. Sơ làm chỉ luôn hả? Ờ. Sơ làm chỉ. Chỉ may quần áo hả? Vậy chỉ sơ dừa làm mấy tấm thảm nữa. À, đó có người ta kết thảm rồi, thảm hay không? À, người ta kết lại làm cái thảm. Thảm. Biết cơ sở nào làm không anh? Ở đây hả? Dạ. Chỉ sơ dừa. Ở đây không phải mua đem đi mà. À, mua đem đi hả?
Còn ở đây mà mình đập dừa thì đập ở đâu ạ? Đập dừa vậy. Ý là đập dừa để lấy cốt. Các bạn thấy không ạ? Tức là dừa này không có gì bỏ hết, với những cái sơ dừa như thế này thì sẽ được sử dụng để làm những cái sợi dừa để là kiểu dàn những cái thảm á, những cái thảm lau chân dừa ấy, hoặc là những cái miếng hút mà bằng chất liệu bằng dừa, hoặc là những cái sơ này có thể được làm những cái bằng chúng ta hay trồng cây á, chúng ta hay trồng cây để dùng sơ để trồng cây thì đó. Còn những cái gáo dừa như thế này, như anh ấy vừa chia sẻ, những cái gáo dừa như thế này thì sẽ được sử dụng trưng dụng làm những cái đồ mỹ nghệ, làm cúc áo, những cái nút áo á, cúc áo, nút áo mà mình hay sử dụng đó, hoặc là những cái đồ mỹ nghệ khác mà chúng ta hay thường thấy như máu gáo dừa, muôi dừa, rồi cái muỗm dừa, nói chung là những cái sản phẩm từ dừa. Và từ đó cho thấy là cái cây dừa nó không bao giờ không có cái gì để vứt đi cả, mọi người thấy không ạ? Đây, cây dừa không có gì để mà vứt đi cả đó, tuyệt vời. Đây mọi người xem anh ấy đập dừa này, bảo đảm phê luôn. Wow. What the? Wow. Oh. Trời ơi, đập đúng khéo luôn á. Mời. Dạ. Em ơi, đập dừa khéo ghê luôn. Đập đúng một hố này luôn. Đồ uống hết rồi. Ôi hết trời. Tối nay bắt là bạo dừa 100kg rồi nghỉ. Ừ, được anh ạ. Dạ. Em ở đâu? Em dưới Sài Gòn xuống. Sài Gòn đúng không? Ừ. Quay gì ạ? À bọn em làm